này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đây chính là quá khứ của chúng tôi ngày hôm qua. Thật ra hai bạn sói hai bên này không chỉ là hai bạn sói không đâu, mà là bao gồm Camui, Kairon, Simi, Sami. Nói chung là tất cả mọi người full trừ team. Đúng vậy, tất cả mọi team, trừ vì cười bắn nhà lầu luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì có những bức như thế này. Trời ơi, thấy không? Ra cái này là hôm qua á, tự nhiên là Camui cười hứng, Camui ngồi lướt lại cái TikTok ngày xưa của Mr. Việt. Thì tôi mới chợt nhận thấy là wow, tóc Việt ngày xưa đẹp quá ta. Xong rồi tôi ngồi chụp quá trời luôn. Và sau đó thì đây là Mr. Việt. À, xin chào các bạn, mình là Camui TV đây. Chào các bạn quay trở lại với channel của mình nè. Chuẩn bị xem rồi, các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe. Và đừng quên cho để luôn nhận được thông báo nha. Và đừng quên chờ hết thông tin mà mình nhận. Và các bạn ơi, trong khi xem này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn hãy xem một cái quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thể nhận quảng cáo lúc đáng sáng nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và video ngày hôm nay đấy, các bạn có nhớ không? Lần trước là Camui đã vẽ Hero Team kết hợp với trái cây rồi đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ kết hợp Hero Team với cái gì đây? Đó chính là kết hợp Hero Team với Meme. Quá tự nhiên bây giờ kết hợp với hình vật, bây giờ kết hợp với Meme thì có gì đâu vẽ vẽ. Bây giờ em vẽ với Meme bên cạnh nhau hả? Nắm tay đi chơi nhau hay gì? Meme này là Meme chứ không phải là Mimi đúng không? Chúng ta đúng là sao? Chúng ta có Mimi nhưng mà không phải là mẹ. Phong ơi, em ổn không? Từ nãy giờ em cứ nhảy xong rồi em tưng. Trời ơi, Phong cứ bị giật đi vậy ông nói. Phong ơi, giật cái đó Phong ơi. Em nước đã. Em đang không biết làm gì hết cho nên em nhảy để tập thể dục. Giờ này Sam đi kêu bụng em mở nhiều quá. À đúng rồi, vừa hôm qua tôi thấy Sam bắt nhảy đây. Vừa hôm qua tôi thấy Sammy bảo Phong là cục thịt mọi người ạ. Tôi đập vào đấy cho rồi á mọi người. Trời ơi, cục thịt dễ thương, cục thịt đáng yêu, nghe dễ thương mà mấy bạn đúng không? Đó. Để Sammy sẽ gọi Phong là cục thịt ơi. Chứ gọi là con heo nữa. Đây nè, bỏ đây. Đây, meme của chúng ta chính là những cái này này mọi người thấy không? Tôi đố bạn nào kể tên được những cái meme ở đây á mọi người. Thôi chúng ta đọc meme cho dễ hiểu ha. Đó. Và đây là chúng ta có meme. Đó. Ê, xin Sam Phong có ai kể được tên những bạn này không? Em kể mình con chó, meme mình con mèo, meme hình hai con mèo. Được. Đó, meme hình con chó, meme hình con mèo là cái gì trời? Ủa chứ sao? Từ, bình tĩnh, để tôi lấy ra, bình tĩnh. Happy. Đúng rồi, và con này chính là Happy Cat. Không. Thật ra Happy Cat là bạn này là đúng nè. Còn bạn này á, thật ra bà, em biết biểu tượng của đối tượng bạn ấy là thật ra bạn ấy là khóc á. Như là của bạn ấy là... Bạn này là Banana Cat. Banana Cat. Ủa rồi, con chó này, cái con chó này là gì vậy? Nó đang ngồi coi TV vậy? Không, này là... Ô, nó coi từ mình á. Đúng rồi. Giống gì chung. Mudcat là cái con đúng mèo không? Nó là Doraemon. Mudcat là cái bức đen tay gì ông nội. Thật ra cái meme này nó khá là mới nên là bọn mình cũng khá phân vân. Bọn mình chưa biết có bạn nào biết về cái meme của bạn này. Thì các bạn hãy comment cho bọn mình biết nha. Còn bên này thì đây mới là Happy Cat này. Còn bên này là Banana Happy Cat. Đó, nói chung là nó có hai phiên bản. Còn bên này nó chính là Phong. Chú chóp. Em biết bạn này nè, trời ơi tội nghiệp lắm. Bạn này mới vừa lên thiên đường. Biết tên không? Chim. Con này là Shiba, Chemes. Em thường đọc là Chem gì, Chemes gì em hay đọc vậy. Nói chung là nó là Chem, nó là Chem. Không, em biết cái con cún này là con chó bị bon đầu. Chị biết vậy thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Phiên bản là bon đầu luôn. Nhưng mà rất tiếc là bạn ấy đã lên thiên đường rồi. Hơi tiếc có bên này. Cái tôi lại tôi thấy với mọi người là Simi rất là thích cái meme này nè. Cái meme này á, biết sao không? Một bên là Camui, một bên là Simi, còn ở giữa là Phong. Đây là hội cho em khi nghe Phong, đúng không? Đây là cái nè, đây là hội cho em khi nghe Phong tập sói muối. Công nhận này, công nhận nha, công nhận. Sam, 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 Sam
này là Caron chứ không nhẽo. Thằng Caron nhẽo vậy. Okay. Với phong cận đây là Caron này mọi người rất là cưng. Còn bên này đó tôi đố mọi người biết đây là gì? Siba sao muối? Wow. Siba. Mình cũng biết một cái meme đấy à? Đúng rồi, bà lại xem mọi người đọc thấy nhưng mà tên mà khi đọc ở trong cam trong vố nó là bạn đó. Thêm chữ có một chữ S lần sau có bên này. Bên này mới khó này. Bên này thì cực kỳ thích luôn. Trời ơi, thật siêu phong lắm à. Em biết. Đây là podcast. Đúng rồi, trời ơi. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ vẽ những cái bản meme này kết hợp với và bây giờ ai muốn vẽ trước nào, ai muốn chọn vẽ trước này. Đầu tiên Sim sẽ vẽ ai? Trên này trước, Sim ơi, trên này trước. Ủa, trên này trước hả? Ai biết đâu. Ok rồi, đầu tiên là Simi sẽ được vẽ Happy Cat này cùng với cái gì đây? Một kết hợp với Happy Cat. Trời ơi, sẽ ra cái gì đây? Rồi, ok, tiếp theo Phong, mời Phong. Phong sẽ vẽ ba chú sói cười với cả. Ba chú sói cười với cả. Với cả vịt. Ủa, chị em chen thành con này á. Phong, ngoài việc vẽ ra em còn phải nghĩ một cái tình huống nào đó để cho nó đúng nha em đó. Cái này là phải có tình huống. Rồi, tiếp theo Sam, mời Sam đi. Đây, từ phong cận nè. Có trái tim là chắc chắn là vẽ phong cận rồi. Thôi không có đâu bé, không có đâu bé. Không có đâu rồi. Ủa, sẽ phải mui nè. Mà mui mà sẽ bé cam mui nha. Còn Phong thì chỗ khác đi Phong. Phong ra chỗ khác nằm Phong ơi. Ok, bây giờ đến là tôi nè, tôi sẽ chúng ta qua vậy. Phong đang có 4 người, 1, 2, 3, 4 nó lại. Phong ơi, trả lại chị ai đó đi em. Thiếu rồi, cũng cố lấy rồi. Biết rồi đó. Ủa, thế sao lúc nãy mà ra ca môi được ta? Ủa? Là bây giờ chị vẽ ai? Không kịp rút. Ok, bây giờ các bạn sẽ vẽ. Đó, Phong mê ơi, chị vẽ em nè. Rồi tiếp theo nè. Một cậu nè. Ủa trời ơi. Cái gì vậy? Sao muối rồi? Wow. Sim 60. Phong được vẽ với Sim 60. Đây đúng là Phong rồi. Thì là ai chứ Phong chỗ nào trời ơi. Ok, và chúng ta đã có kết quả gọi là cho lần random đầu tiên rồi. Mời mọi người về vị trí ạ. Mời mọi người về vị trí. Okay. Tôi là vẫn vấp vị trí này ạ. Rồi ok, và bây giờ thì tôi sẽ để cái bức hình của tôi ở đằng này đây đó. Bên này nhìn cho dễ một cái, đằng sau là một cái nữa. Rồi ok. Và bây giờ chúng ta cùng vẽ phong cận kết hợp với bạn Chia ra Siba sớm múi. Trời ơi, phong cận rất là thích điều này. Vẽ khá là dễ và đây là cũng không có gì khó khăn đối với chơi. Rồi ok, và bây giờ tùy tôi sẽ vẽ nha mọi người. Chạy đầu tiên là tôi sẽ mắt với miệng trước. Đây là đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ miệng này. Rồi ok, tôi sẽ chốt màu này. Rồi tiếp theo là chúng ta đến với cái tai. Hai cái tai này đó. Đây nè, đấy là xong rồi đến tay. Tay bên phải tôi không nhìn được nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng sẽ to, khá là to. Đầu tiên là cái đầu đã, xong rồi cái tổ này, tay này đó. Rồi tiếp theo chúng ta đến với cái được gọi là sáu múi của chúng ta. Meanwhile, em đang mong chờ tác phẩm của Phong Cận nha. Phong Cận này nhớ kịch bản, nhớ phải có kịch bản nhé Phong. Rồi ok, xong rồi bà không biết nhìn gì mà không vẽ. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta đến vẽ bổ sung thêm Phong Cận vào. 3 days later. Ok, mọi người biến mất rồi mọi người. Và Camu cũng không dám cử động nhiều đâu nha. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà từ nãy giờ Camu thoát ra và lại game phải chục lần nữa mọi người. Không hiểu sao cuộc đời xô đẩy với tôi đau đớn quá. Rồi đầu tiên hình như là Sim ở em chỗ này. Em có mui là nó cùi bắp rồi. Đúng vậy này. Đầu tiên là của em. Đầu tiên là em vẽ Happy Cat đúng không? Đúng rồi, em vẽ Happy Cat phiên bản Caron. Ok, phiên bản Caron. Và chúng ta sẽ có đáp án trong 3, 2, 1. Rồi mà đây chính là sao nhìn nó đáng yêu như vậy? Ủa, trời ơi, đáng yêu vậy? Là phải vẽ cái mặt bựa lên giống cây ron Sim ơi. Ủa, tôi vẽ cái trang mà cái này là cây ron anh hay giống mà. Ê, cái không giống hả? Tôi thấy nó cu cu te không ạ? À không, nhưng mà thật ra là cu cu te mà. Nhưng mà biết sao không? Là hơi to. Hơi to hả? Không sao, cai phải bự xíu cho cu te. Trời chứ nhỏ vậy sao được. Ok là Sim thích cai bự nha mọi người. Rồi ok, và đây chính là Happy Cat với Caron của Simi nha mọi người. Rồi nạn nhân tiếp theo sẽ là Sam đúng không ta? Ok, Sam sẽ vẽ nhìn
nhân nghe ghê vậy, tôi về hơi bị đẹp nha. Đùa gì trời. Đó tiếp theo sẽ là Sam với Happy nghe ghê. Banana Cake. Đó bước tập tên hơi dài đó, thêm cái banana nữa. Rồi đầu tiên chúng ta cùng xem nào. Khoan, Sam vẽ cùng với ai vậy? Vẽ chị đó. À chị hả? À ok. Trời ơi, vậy bà rồi, quên luôn. Ok. Và chúng ta có chưa thấy không? Thật là rất đẹp. Giống luôn. Dễ thương quá Sam ơi. Quá đẹp luôn. Cái này là phải tặng giải liền, đưa giải cho em liền. Trời ơi, em giống đứa vậy đó. Trời ơi, Trang vậy chị chê. Trời cái này là tác phẩm em đã nặng con em vẽ. Nhưng mà tại chị nhìn đằng sau chị cứ tưởng là cái mặt trăng. Còn cái trái tim này chị không nghĩ là mặt trái tim, nó nhìn không ra trái tim nữa mà. Chị cầm chị che rồi làm sao mà thấy được hình trái tim được. Cái tay chị che nó rồi. Hình trái tim. Nó giống như cái áo à. Trời ơi, chứ không phải là trái tim. Nó là hình trái tim này yêu bạn fan rồi đó. Yêu. Yêu, ok. Mày yêu. Mà thật ra okay. Em biết không, cái bạn Happy Banana Cat này á, cái quan trọng là cái mắt nè. Mà cái quan trọng nhất là cái mắt, cái mắt lông lanh, nó to, nó lông lanh á. Cái đặc điểm của bạn ấy là gì không vậy? Alo. Nhưng mà mắt chị đâu có lông lanh đâu, bạn vẽ vậy. Em vẽ thật vậy thôi. Rồi, ok, mắt chị không lông lanh, ok, ok. Ok, bây giờ chúng ta đến với anh Phong Cận nha mọi người. Khó nha. Với lại ba em xoay. Anh Phong Cận, anh Phong Cận, anh đã có câu chuyện sẵn cho cái tranh này chưa ạ? Dạ, câu chuyện này là sau khi mà mở ra xong thì mọi người phải nói cho fan thì mấy bạn mới hiểu ạ. À rồi, ok, ok. Ủa, bây giờ tôi sẽ mở nha. 3, 2, 1, mở. Thật ra là cái này mà cũng biết rồi mà, ai xem lại TikTok của mình là sẽ biết được thôi. Nên là chắc là không sao đâu. Đây chính là quá khứ của chúng tôi ngày hôm qua. Thật ra hai bạn sói hai bên này không chỉ là hai bạn sói không đâu, mà là bao gồm Camui, Kairon, Simi, Sami. Nói chung là tất cả mọi người trừ Việt đứng dậy. Full team trừ Việt. Cười ban nhà lầu luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì có những bức như thế này. Trời ơi, mọi thấy không? Cái này là hôm qua tự nhiên là Camui người hứng, Camui ngồi lướt lại cái TikTok ngày xưa của Mr. Việt thì tôi mới chợt nhận thấy là wow, tóc Việt ngày xưa đẹp quá ta. Sau đó tôi ngồi chụp quá trời luôn. Và sau đó thì đây là Mr. Việt tha Mr. Việt đúng kiểu tha tôi á mọi người, tha làm mới tha đi, tôi đâu có biết gì nói đâu. Nữa. Cái này đúng chính xác nha, cái này đúng chính xác. Anh Phong Cận rất là đỉnh, của khoát. Thế là Phong Cận kể chuyện hay tôi kể chuyện? Có Phong ơi. Phong. Ok, kể không vậy? Chị giúp em đỡ mệt. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Dạ dạ em cảm ơn chị rất nhiều ạ. À. Dạ. Chúng ta chính là không phải là người kể chuyện. Ok, hôm sau bây giờ tiếp theo chúng ta đến với bức của Camui. Thật ra nó cũng không có gì đặc sắc lắm. Do Camui không có vẽ được nhiều, mọi người thông cảm nghe. Đây, đó chính là Phong Cận phiên bản sao mới. Người thấy sao mới là sao mới không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Ê, đẹp thật nha. Trời ơi, chị mà đẹp không? Lần đầu tiên, không phải, đúng, không, tính ra lần đầu tiên nha. Mọi người cứ nhìn những bức cũ mà xem đó. Không hề có sa đơ, sa đủng nha. Nhưng là này, tôi, mọi người thấy hai màu không? Nổi bật, sao mới không? Em không nhận ra đó là em, đến khi Sam nói đó là em. Trời ơi, em, sao ý, ủa em, cái tóc này, tóc bầu nè, có cái kính nè, không thể quên kính của cái em nha, mà em bảo là em không nhận ra là sao? Nói sao? Chị dễ đẹp quá đó. Ai vậy? Ôi trời, bị đặt khen đồ. Thật không? Thật. Chắc là thật. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng đến với những cái phần tiếp theo nha mọi người. Không, nhưng mà có công nhận là bức tranh của em là ý nghĩa nhất và đẹp nhất không? Không, ý nghĩa thật, không phải là ý nghĩa nhất rồi đó. Công nhận cái này là đúng là cái trường là... hợp. Cái này không phải là bịa mà là sự thật bên ngoài đời. Đó là một câu chuyện từ đêm qua ấy mà. Đúng vậy, nó là một câu chuyện khá là dài. Chuyện vui. Rồi bây giờ là vẽ tiếp theo là chủ đề gì đây? Vẫn đấy thôi, nhưng mà chúng ta sẽ đổi thành người khác. Nhưng bọn mình sẽ không vẽ ở Minecraft nữa mà bọn mình sẽ vẽ ở Roblox. Ok. Yes. Thôi nhưng mà bây giờ tôi sẽ đổi toàn vì lúc nãy là bài thi của Phong quá là xuất sắc nên là tôi sẽ cho Phong chọn trước cho mọi người. Ok, Phong sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Rồi ok, đầu tiên Phong sẽ vẽ. Ủa? Vẽ gì? Ủa, sao lại làm vịt nữa vậy? Ủa là vịt hoài vậy? Trời
ơi, em muốn vẽ bạn Kaigon của em mà sao nãy giờ bắt em vẽ dịch hoài vậy? Ừ, cuộc sống của em không muốn không được làm lại, cái này là ngẫu nhiên không được phép làm lại, không được. Đó. Coi thôi. Sẽ coi là... như cho ngẫu nhiên, trong ngẫu nhiên một lần đi. Thôi, ở thì hai là ngẫu nhiên đi. Thôi được rồi, cho lớp nha. Một lần làm lại lần cuối, ai cũng được, ai cũng được. Ủa sao bản thân vậy? Không, cái này không được. Ra bản thân thì vẽ không meme được. Đúng rồi, nó không có sự chân thật ở đây. Đúng rồi, không có sự chân thật ở đây không được. Em phải tính ra phần sao đi làm lại. Lần nữa đi, lần này ra tham là lần ra sao ai cũng phải chấp nhận nha. Ra sao thật luôn. Chúc mừng. Tức là phong cận lần này được vẽ Sammy kết hợp với yên tâm, cái này nó đẹp là trời ơi, quá dễ thương luôn. Lỡ xinh đẹp quá vậy đừng bất ngờ nha. Trời xong đã vậy. Thường em rất thích khen bản thân mình vẻ đẹp, nhưng mà nếu mà em khen bản thân mình vẻ đẹp là có chuyện đó. Chị thích khen bản thân vẻ đẹp từ khi sao, mới sao vậy? Thì em bảo thôi bảo trước chị ơi. Em biết vì thích khen chị vẻ đẹp không? Nãy giờ tôi không nói gì mấy người nói nhiều quá. Ủa sao vậy? Ủa trời. Ủa mẹ, người ta quay video thì người ta phải nói chứ, chứ chẳng lẽ người ta im lặng như mẹ. Lặng như bạn. Bạn nói vậy là sao mẹ? Ơi người ta. Người ta giờ có câu mà chửi người ta dữ. Ủa quay gì có chửi đâu, người ta đã nói hồi ý thôi. Thôi thôi, mắng thêm ba giờ đâu, em nói gì hả? Rồi, sao? Thật ra là tôi cũng không biết tôi vẽ đúng hay không nữa, nhưng mà... Không cần gì, mình cứ tự tin mình vẽ đẹp là mình là đẹp chứ. Chị nhìn ra, bây giờ chị vẽ, chị nhìn không ra, chị mới sợ chị nhìn ra, người ta nhìn không ra vẫn là được rồi. Mình nhìn ra được rồi, chị nhìn ra được rồi đúng không? Đúng rồi, cần gì hiểu, mình vẽ mình hiểu được rồi. Ủa sao nó ngược dữ rồi ta? Em vẽ là em thấy em đẹp là em đẹp à? Nói vậy thôi. Đúng hợp lý. Sao em còn nói người khác không hiểu thôi thì thôi. Đấy là tại người ta không nhìn không ra, không phải tại mình. Đúng rồi. Nhưng bây giờ nè, bây giờ em vẽ em nhìn ngon ra nè. Ủa em vẽ sớm không? Em lấy lý do để chị ra để em nói hả? Em lấy chị ra đâu? Lý do tại sao em phải luôn nói vẻ đẹp, tại vì mình phải luôn tự tin. Tại vì mình đã vẽ xấu thì mình phải có cái gì đó. Ví dụ mình vẽ xấu thì mình có nghe bà Sam nói. Bà nói lại tí nữa bà chị bị gọi là mất trí nhớ luôn á. Lú luôn. Không, thật ra còn giờ mất trí nhớ rồi. Chờ đến lúc đấy bắt chị bắt đầu lú rồi em. Ra thì mình không biết vẽ, mọi người thông cảm nha. Nói chung là đây là những bạn sói nha mọi người cứ tưởng tượng giúp mình ha. Mình yêu mọi người rất là nhiều. Mình biết là mọi người cũng không hiểu đâu. Ủa là mà... chị vẽ sao chị nhìn ra không ra con sói luôn ạ? À? Rồi chị vẽ vậy? Tại vì vẽ gì mà nhìn con nó khó quá. Mình vẽ là mình vẽ ba con rưỡi thôi. À vẽ con rưỡi thôi. Đó, để khó thì. Sẽ bắt gì? Vậy bây giờ chị vẽ. Chị vẽ cái đầu sói xong cái thân là để người que. Đấy. À, ok, đây là phong cận. Ok, và mình đã vẽ xong rồi nè. Và tôi có tặng thêm bổ sung để cho đủ hội chị em tụi tôi đó. Tôi có tặng thêm một bạn sói. Chắc là mọi người nhìn ra đây là sói ha. Một bạn sói ở phía chân cùng bên phải nữa. Đấy,
người. Câu chuyện kể rằng ngày hôm nay Camui bị crush game là Camui đã đổ lỗi cho Phong Cận rằng là em đúng không? Xong rồi lúc nãy Simi bảo Simi hình như là em hơi đau đầu, em bị ho hay sao? Hình như là do Phong Cận lại đi qua phòng của Phong Cận rồi bị lây hay sao đúng ý? Đúng vậy. Đó, và bọn mình cười gần hết. Còn Phong Cận thì tất cả là tại tôi. Tất cả là tại Phong đó mọi người. Máy tính thì có đấy. Đúng rồi, tại em hết đó. Chứ sao biết rồi ơi. Mọi chuyện thế giới này là đau khổ quá. Ôi gì thương vậy? Phong cần vẽ Sam nha mọi người. Thì ở đây Sam kiểu tôi thấy cưng nha mọi người. Tôi thấy cưng nha. Được nha. Đó thì đây chính là Phong cần rất là cô ta luôn nha bà con. Rồi con Phong còn Sam chị xem tác phẩm của em. Đừng quên bấm like cho video này, nếu không sẽ tất cả là tại Phong. Tại Phong. Okay.